Kính thưa quý vị, nhà thiết kế Ý Giorgio Armani trình làng một kiểu dáng thanh mảnh và nam tính trong chương trình biểu diễn thời trang mùa thu năm 2013-2014 của ông vào ngày thứ Hai 25 tháng 2 vừa qua. Nhà thiết kế Armani lấy cảm hứng từ kiểu Pháp đã sáng tạo bộ sưu tập Garçon bao gồm các kiểu váy và mũ nồi Bermuda bằng nhung. Dây đeo quần và áo liền quần là điểm nhấn tô điểm thêm cho bộ sưu tập. Nhà thiết kế Armani nổi tiếng với nghệ thuật cắt may của mình cũng đã biểu diễn những chiếc váy dài cắt xén gần tới hông, đó là một xu hướng cho mùa đông tiếp theo. Quần dài với những dây kéo dài chạy dọc hai bên đường như tạo ra một trào lưu mới. Lại một lần nữa, đôi giày đế bằng nhằm nhấn mạnh một sự sang trọng nhu mì. Biểu diễn thời trang Armani với một bảng màu đen, trắng và xanh tím là sự kiện lớn cuối cùng để kết tuần lễ thời trang Milan. Những nút đen tròn trở lại theo phong cách trang trí bên áo khoác và áo lông thú. Vào ban đêm, váy lụa và nhung kết hợp với giày đế bằng và mũ nồi đã tăng thêm phần bí ẩn cho bộ sưu tập rất chuẩn.